Xin chào các bạn. Trong cái video trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách làm những cái chuyển động bằng Camtasia, và trong cái video đó thì mình có một cái mục kêu gọi đăng ký kênh như thế này. Xin mời các bạn xem cái mục này để chúng ta có thể tiếp tục cái video mới các bạn nhé. Thì một số bạn có cái yêu cầu là nhờ mình hướng dẫn làm thế nào để có thể tạo được cái nút kêu gọi đăng ký kênh hay là subscribe để mà làm được một cái hiệu ứng như vậy. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái hiệu ứng kêu gọi đăng ký kênh bằng cái phần mềm Camtasia. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng mở phần mềm Camtasia lên, và mình sẽ cho các bạn xem lại cái hiệu ứng đó đã được mình đưa vào cái library như thế nào nhé. Đây có này nè, các bạn có thể chọn chế độ review. Đây thì hiệu ứng đó sau khi mà các bạn làm xong rồi thì nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái hiệu ứng này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái mục là annotation, và chúng ta sẽ vào cái tab cái thứ ba để chúng ta có được những cái hiệu ứng, những cái hình dạng của cái hiệu ứng đó nhé. Trong cái mục style này thì các bạn chọn là ô để nó hiện tất cả những cái hình lên. Và các bạn thấy cái hình tròn này chưa? Đây chính là cái mà chúng ta cần phải thực hiện nè. Chúng ta sẽ nhấp chuột trái kéo và thả qua lên như thế này. Rồi. Và trong cái hiệu ứng này thì nó có bao gồm rất là nhiều cái hình tròn với nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ xử lý từng vòng tròn một các bạn nhé. Sau khi đưa qua rồi, mình sẽ để chỗ này đi ha. Mình sẽ để góc này đi và mình sẽ làm cho nó to một chút cho các bạn dễ theo dõi nha. Và mình sẽ cho nó to lên này. Đó, dày đi cho các bạn dễ theo dõi nha. Trong quá trình thực hiện thì các bạn có thể làm cho nó nhỏ nha. Rồi, đó là cái hình tròn đầu tiên. Thì khi mà có hình tròn rồi thì hình tròn này thì nó sẽ bao gồm một số cái behavior. Các bạn sẽ nhấp vào đây và chúng ta sẽ dùng cái behavior có tên gọi là để mình xem là scare nhé. Các bạn sẽ đưa vào. Rồi bây giờ các bạn xem thử cái hiệu ứng này đã nè. Đó, các bạn thấy chưa, nó sẽ phóng to lên và nó sẽ thu nhỏ lại. Như vậy là chúng ta được một cái vòng tròn đầu tiên. Chúng ta sẽ cần rất nhiều cái hình tròn nha. Rồi các bạn sẽ vào lại cái mục là annotation và chúng ta sẽ đưa cái hình tròn thứ hai vào nó như này. Rồi và mình có thể để cho nó lệch một chút nha. Các bạn có thể phóng to lên này. Rồi mình sẽ cho nó to lên một chút. Đó. Khi mà các bạn giữ chuột vào thì nó sẽ có cái đường màu vàng, do đó mà nó sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể làm được những cái hình tròn đồng tâm nha. Rồi, như thế này. Và các bạn cũng đưa cái hiệu ứng scale vào. Rồi các bạn xem thử nha. Đó, các bạn thấy chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ canh cái thời gian của nó nhé. Cái này thì các bạn có thể sáng tạo được, không nhất thiết phải làm theo cái khuôn mẫu của nó nhé. Rồi mình sẽ đưa thêm một cái vòng nữa vào, lại tiếp tục nha, kéo nó qua như thế này. Đó, chứ có thể cho nó to thêm một chút cũng được. Rồi bây giờ các bạn xem thử nha. Rồi cái vòng tròn thứ ba thì chưa có hiệu ứng thì chúng ta sẽ thêm hiệu ứng vào, hiệu ứng scale nhé. Rồi ok. Rồi các bạn xem thử nào. Đó, thấy chưa, rất là đẹp rồi đúng không? Các bạn thể điều chỉnh cái vòng tròn này một chút, ví dụ như cái vòng tròn thứ hai các bạn thể cho nó to lên một xíu ha. Các bạn nhấp vào cái hình vòng tròn và nhìn bên tay phải này, chúng ta sẽ vào cái mục để mình xem nè, vào cái mục scale này, các bạn thể cho nó to lên một chút như thế này. Đó là các bạn thấy ha, điều chỉnh vòng tròn lên, cái vòng tròn thứ ba mình sẽ cho nó to lên một chút nha, để nó thì như thế này. Các bạn xem lại. Rất nhiều ha. Thì trong quá trình làm các bạn cần phải xem đi xem lại rất nhiều lần, giống như cách mình đang làm ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho cái vòng tròn nó có cái viền nha. Nếu các bạn muốn thêm viền thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ có cái phần viền ở đây, phần outline nè. Các bạn có thể cho cái phần viền, màu của cái viền nha. Cái đó là do các bạn sáng tạo. Bây giờ các bạn thấy chúng ta có 3 cái rồi, mình sẽ cho thêm vài cái nữa đi nha. Vài cái nữa. Rồi, mình sẽ cho nó thêm vài cái hình nữa. Tiếp tục nha các bạn nha.
Rồi mình sẽ cho thêm vài cái hình nữa vào đây. Đó. Các bạn thấy là khi mà các bạn giữ chuột trái và kéo qua thì nó sẽ có hai cái thanh màu vàng để giúp cho chúng ta có thể xác định được cái tâm của nó nhé. À, cho nên nó cũng rất là tiện cho các bạn. Rồi, cái hình tròn này mình sẽ cho nó lớn lên một chút nữa nha. Hình tròn thứ tư này. Này mình sẽ qua cái mục này ha và cho nó lớn lên. Đó, như vậy thì mình sẽ làm một số vòng tròn ở đây cho nó đẹp nha. À, mình sẽ tiếp tục kéo nó qua. À, nếu các bạn thấy nhiều quá thì các bạn thể bỏ bớt những vòng tròn này nha. À, sau khi mở vòng tròn nó được bung ra rồi thì ở đây nó sẽ có một cái thanh nha tua ra. Thì cái thanh đó chúng ta sẽ lấy ở đâu thì vẫn tiếp tục ở cái mục là annotation, và các bạn thấy là ở đây nó có rất nhiều cái hình dạng nè. Ở đây thì mình cần một cái hình chữ nhật đúng không? Chữ nhật thì các bạn thể chọn nha, mình sẽ chọn cái này như này, mình sẽ đưa nó ra như này. À, đưa ra nha, đưa ra rồi. Cái hình chữ nhật này có thể to hoặc là nhỏ tùy thuộc vào các bạn đúng không? À, ở đây với mình thì mình sẽ chọn nó sẽ tầm tầm cỡ này đi. Đấy, nó tùy thuộc vào cái gu thẩm mỹ của các bạn thôi nha. Nó sẽ nằm ở đây nha và nó sẽ bắt đầu từ đây nha, và sau đó thì nó sẽ phóng ra bên ngoài này đúng không các bạn? Đúng không? Tại vì mình chỉ cần đánh một cái dòng chữ ở đây do nó mà cái chỗ này không không cần to quá ha. À, mình sẽ bắt đầu nó ở đây và nó sẽ tua ra. Tuy nhiên các bạn thấy là khi mình để ở đây thì nó sẽ che vòng tròn, nó không đẹp đúng không? Như vậy thì nó cần phải nằm dưới tất cả các vòng tròn này, có nghĩa là nó sẽ nằm ở cái chắc thứ một này. Vậy thì mình sẽ insert một cái chắc khác lên nha, insert và mình chọn là below để mình đưa cái hình này xuống nha. Đó như thế này rồi, các bạn thấy là nó sẽ xuất hình, nó sẽ bắt đầu xuất hiện ở đây rồi. Mình sẽ thêm hiệu ứng vào, sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái thời điểm mà cái hình này nó xuất hiện nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đưa nó ở đây. Và bây giờ thì làm thế nào để cho cái hình này nó phóng ra thì chúng ta sẽ dùng một cái hiệu ứng bên cái tab là animation. À, chúng ta sẽ qua đây nha và chúng ta sẽ vào cái tab animation luôn. À, vẫn dùng cái hiệu ứng rất là quen thuộc có tên gọi là custom. Các bạn sẽ đưa nó xuống như này, sau đó thì các bạn sẽ kéo cái này ra. Đó. Cái chiều này dài hay ngắn là do các bạn tự quyết định ở cái dòng chữ các bạn muốn đánh dài hay ngắn nhé. Tuy nhiên là đừng có dài quá thì nó sẽ xấu như này, dài như này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái mũi tên ở đầu này ra. Và dĩ nhiên rồi, cái thời gian này nó nhanh hay chậm là cũng tùy thuộc vào các bạn nha. Ở đây thì các bạn thể xem thử để chúng ta có thể điều chỉnh được. Mình xem thử nào. Ok. À. Thì các bạn thấy là cái vòng tròn này khi mà nó hơi to thì có thể là nó hơi thô nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Còn cái việc trang trí và cái việc cấu hình của nó như thế nào thì các bạn sẽ phải tự thiết kế để cho nó đẹp nha. Rồi, các bạn xem lại nè. Ok. Như vậy thì mình còn một cái đường, một cái hình nữa nó sổ như thế này nữa để mình làm hai dòng. Thì như vậy thì bây giờ mình sẽ bỏ đi, bỏ cái hiệu ứng này đi nha. Để mình có thể chỉnh sửa lại cái này, mình sẽ cho nó lên một chút nhé. Nó lên một chút. Đây nó sẽ nằm ở đây đi, nằm ở đây nha. Rồi, mình sẽ đưa lại hiệu ứng vào. Rồi, dĩ nhiên rồi, cho nó ra nha. Ok. Rồi thời gian được chưa, rất là đơn giản nha, các bạn cứ làm một vài lần là các bạn sẽ hiểu được cái ý nghĩa của nó. Rồi tua ra rồi. À, khi mà nó tua ra xong rồi thì cả một cái hình nó sẽ rớt xuống dưới này nữa để giúp cho chúng ta có thể đánh được thêm một cái dòng thứ hai. Thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào cái mục là annotation để chúng ta chọn một cái hình cho nó. À, tuy nhiên các bạn thấy là ở đây thì cái hình dạng nó rất là hạn chế nhé, hạn chế, trong khi cái demo mà mình cho các bạn xem nó thì nó có cái hình rất là đẹp. Như vậy thì để mình cho cái demo cái hình xuống để các bạn thể xem luôn cho nó dễ nhé. Đây mình sẽ đưa nó xuống luôn. Đây mình sẽ để qua một bên để cho các bạn theo dõi này. Đây này, đó đó, thì các bạn thấy là ha, cái việc bố cục của nó thì các bạn cần phải làm sao cho nó đẹp nha. Như vậy thì mình còn một cái hình nữa nó sẽ rớt xuống như này. Và cái hình này thì cái đầu này hình tam giác, nó xiên như thế này. Tuy nhiên là trong cái mục này thì không có. Vì vậy thì mình sẽ có một lựa chọn khác các bạn nhé. Mình sẽ tiếp tục đưa cái hình này xuống. Đưa hình này xuống nha.
Và dĩ nhiên rồi cái hình này nó cũng phải nằm dưới của những cái hình tròn. Do vậy mà các bạn cần insert thêm một cái nữa, insert và chọn below nha, để chúng ta sử dụng cái hình này. Các bạn sẽ đưa nó xuống như thế này. Đây, khi cái này nó vừa rớt tới đây nha, nó vừa rớt tới đây thì cái hình này bắt đầu xuất hiện, thì các bạn sẽ kéo thời gian của nó là cái điểm đầu của nó là nó sẽ nằm ở đây nha. Nghĩa là sau khi cái hình phía trên này nó bung ra thì cái thằng này sẽ rớt xuống. Thì đầu tiên thì chúng ta trước khi đưa hiệu ứng vào thì các bạn sẽ chọn cho nó cái hình dạng trước đã nha. Các bạn xem thử hình dạng, bạn sẽ đổi cái màu khác cho nó nhé. Bạn qua nhìn bên này, mình sẽ đổi cho nó một cái màu khác đi. Đây, cái màu cái nền nào mà có thể dễ đánh chữ các bạn nhé. Rồi các bạn thể là cho nó. Rồi làm sao để nó có được cái đầu vác như thế này thì chúng ta sẽ dùng một cái hình tam giác để đè lên các bạn nhé. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải insert thêm một cái chắc nữa để cho cái đầu của nó nằm ở phía này. Các bạn sẽ insert một cái này nhé. Đấy, mình sẽ cần một cái ở trên này. Do vậy mà các bạn sẽ chọn một cái hình tam giác nha, chọn một hình tam giác để mình xem nè. Ví dụ như cái hình này đi. Đấy, hình tam giác này. Và chúng ta sẽ để nó xuyên qua một chút, mình sẽ cho nó xuyên qua một chút như thế này. Đó, làm gì? Để nó có được cái đầu như thế này. Các bạn thấy ha. Và cái này thì nó cũng sẽ nằm ở phía dưới nhé. Do vậy mà mình mới insert một cái chắc đó. Các bạn thấy này. Đó. Và các bạn thấy là mình sẽ cần đổi cái màu này với cái màu này cho nó trùng nhau nhé. Các bạn sẽ nhấp vào đây, chọn một cái viết này. Chúng ta sẽ lấy cái màu này. Đó, như vậy thì nó cái màu nó trùng nhau. Rồi, chúng ta sẽ kéo thời gian nó bằng nhau nhé. Và các bạn để dễ thì các bạn có thể rút lại hai cái thằng này lại với nhau như thế này. Đó, như vậy là nó đã thành một rồi. Rồi các bạn xem lại nhé. Đó, thì để cái này, cái hình mới này nó rớt từ trên này xuống thì chúng ta cũng sẽ đưa cái hiệu ứng nó vào cho nó đẹp nha. Bằng cách là các bạn nhớ là sau khi mà cái hình này, hình phía trên này nó ra xong ở cái mũi tên này thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa cái này bắt đầu đưa hiệu ứng vào. Thì các bạn sẽ vào có mục là Annotation, vào có mục Custom nha, để hiệu ứng Custom xuống. Rồi, mình sẽ cho nó nằm trên này đúng không? Sau đó thì nó rớt xuống nha. Rồi. Các bạn sẽ mình làm lại nha. Đây, để mình làm lại cho các bạn xem. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ đưa cái này lên trên như thế này. Đó, đưa lên trên nha. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm hiệu ứng vào. Còn cái bước thứ ba là chúng ta sẽ kéo cái hiệu ứng nó xuống. Đây, xuống đây. Như thế này. Rồi các bạn sẽ kéo cái mũi tên này ra. Và nhớ là chọn thời gian nó ngắn thôi nha. Rồi các bạn xem lại nè. Rồi. Thì cái này thì mình làm nó không được đẹp lắm bằng cái phiên bản cũ nha. Phiên bản cũ thì nhìn nó rất là đẹp nha. Thì cái này thì các bạn thấy là mình sẽ chọn vài cái vòng tròn thôi, ba cái vòng tròn thôi. Rồi cái màu này và cái hình dạng này thì nó cũng dài hơn. Tuy nhiên mình muốn làm cho nó to để các bạn dễ theo dõi. Rồi bây giờ thì cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ đưa chữ vào. Đưa chữ vào thì các bạn thấy là khi mà cái dòng này nó sổ ra như thế này thì chữ bắt đầu xuất hiện. Thì chúng ta sẽ đưa chữ vào nha. Chữ vào thì các bạn chữ thì nó nằm ở trên. Do đó mà các bạn sẽ đưa nó lên cái chắc phía trên cao này. Để dùng chữ thì chúng ta sẽ vào có một là Annotation. Media, để mình xem nè. Annotation và cái tab đầu tiên nha. Và các bạn đưa dòng chữ vào. Thì các bạn nên chọn cái chữ mà nó không có cái nền nha. Ở đây thì mình chọn cái chữ này chẳng hạn. Đây các bạn đưa vào. Đó. Ví dụ mình có thể đánh một vài vòng chữ nha. Nếu dòng chữ bạn dài thì lúc nãy mình đã nói rồi nha. Mà các bạn cần làm cái thanh nền này nó dài hơn một chút. Rồi ở đây thì mình đánh là cái tên website của mình đi nha. Đó, như thế này. Các bạn có thể là chọn lại cái màu màu chữ và cái kiểu chữ nha. Ví dụ đây. Rồi. Rồi các bạn xem nè. Rồi như vậy là chữ xuất hiện ha, chữ xuất hiện. Rồi mình cần thêm một cái dòng chữ phía dưới nữa thì các bạn có thể copy cái dòng mà các bạn vừa làm, rồi chúng ta sẽ dán ra và thay đổi cái nội dung nha. Đây mình thay đổi cái nội dung khác nha. Ví dụ như đăng ký kênh đi ha. Đăng ký kênh đi chẳng hạn. Đây. Mình sẽ chọn nhỏ. Đây,
như thế này đi. Sau khi mà các bạn có dòng chữ rồi thì chúng ta cũng phải đưa một cái hiệu ứng vào cho nó đẹp nha. Thì đối với chữ này thì mình sẽ dùng cái hiệu ứng ở bên cái mục là behavior. Các bạn có thể đưa cái hiệu ứng nào mà các bạn thích. Ví dụ như mình sẽ đưa cái hiệu ứng có tên gọi reverse này đi vào nha. Đây, đưa hai hiệu ứng reverse luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn bất kỳ hiệu ứng nào các bạn thích. Rồi chúng ta sẽ xem lại nha. Rồi, sau khi tới đây rồi thì cái vòng tròn nó sẽ biến mất, thì chúng ta sẽ lập tức làm cho chữ nha, làm cho chữ và những cái này cùng biến mất theo cái vòng tròn. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái việc đó? Thì ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ xử lý cái hai cái thanh nền trước nha, các bạn thấy nha. Ở đây rồi, sau khi mà chữ đã xuất hiện ra tới đây. Đây các bạn thấy ha, chữ xuất hiện ra tới đây rồi thì bắt đầu mình sẽ cho chữ là cái phần nó biến mất đầu tiên. Thì chữ là phần biến mất đầu tiên thì rất là dễ nhé, các bạn chỉ cần kéo cái thời gian của chữ tới đây là hết à, có nghĩa là tới đây là chữ biến mất. Ở phía dưới này cũng vậy nha, hai dòng chữ này tới đây là biến mất rồi, các bạn xem là nghĩa là tới đây, chữ tới đây là nó sẽ biến mất đi nha, biến mất rồi. Sau khi mà biến mất rồi thì bắt đầu đến những cái vòng này, các bạn thấy là vòng này bắt đầu nó thu về, nó thu về, thì trong quá trình thu về thì tới đây thì các bạn đã cho hai cái này nó lùi về nhé, hai cái lùi về có nghĩa là thời gian nó sẽ tới đây à, các bạn để ý ha. Rồi mình, cái vòng tròn này, cái những cái vòng tròn này thì thời gian nó sẽ bằng nhau. Rồi tới đây, tới đây, bắt đầu tới đây thì bắt đầu cái ở phía dưới này nó thu lên trước nha, thu lên trước thì các bạn sẽ chọn qua mình cái tab là animation và chúng ta sẽ xử lý ở cái hình này trước nha các bạn. Hình này trước nè, đây cái hình này trước nha, cái hình này nó sẽ thu về. Thì làm sao để cho nó thu về được thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái tab là animation và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng có tên gọi là restore. Các bạn sẽ đưa cái hiệu ứng restore vào. Rồi các bạn có thể là các bạn xem nè, nó bắt đầu thu lên, thấy chưa? Tuy nhiên là cái thời điểm thì chúng ta sẽ tinh chỉnh lại một chút như thế này. Đó, các bạn thấy là chúng ta sẽ cho nó thời gian nó phù hợp nha. Ở đây thì mình làm nó hơi nhanh một chút, cái thời gian mà nó lưu chữ nó hơi nhanh một chút nha. Các bạn xem nè, đó, chữ nó bắt đầu biến mất đi thì cái thanh nó bắt đầu thu lên, các bạn thấy không? Nó thu lên tới đây rồi, nghĩa là xong. Xong rồi thì chúng ta sẽ kéo thời gian của nó tới đây. Ở đây là xong nhiệm vụ của nó rồi nha. Còn cái phần này bắt đầu nó sẽ lui về thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái hiệu ứng restore cho nó nha. Các bạn sẽ đưa hiệu ứng restore vào và dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ kéo này một chút nha và đưa cái thời gian này lên đây. Nghĩa là sau khi cái hiệu ứng phía dưới này xong rồi thì bắt đầu ở trên nha, bắt đầu đến phía trên, các bạn xem nè. Chúng ta xem là nó thu lên rồi, bắt đầu là nó thu về. Tuy nhiên các bạn thấy ha, cái này nó thu về hơi chậm thì chúng ta sẽ kéo ngắn mũi tên này lại như thế này đó, các bạn thấy nè. Rồi do vậy mà ở đây thì chúng ta có thể cho cái vòng tròn này nó ra một chút cho nó đến cuối cái điểm của này thì nó sẽ đều với nhau các bạn nhé. Cái này là do chúng ta tinh chỉnh lại cái thời gian một tí thôi đó, mình cho cái vòng tròn này nó ra một chút, nó ra một chút nha. Rồi mình thể là kéo một lần cũng được. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng xem lại nè, mình sẽ phóng to nó lên một chút cho các bạn dễ xem nha. Đấy, thì cái này mình làm cái thời gian hơi nhanh một chút. Ở cái này nếu các bạn muốn làm cho nó thời gian đủ để hiện ra thì các bạn có thể để cho nó khoảng tầm 8 đến 10 giây. Ở đây thì mình để 5 giây thì nó hơi gấp một chút nha. Các bạn có thể sửa lại nha. Ví dụ mình sẽ sửa lại cho các bạn xem là mình sẽ kéo cái này lên khoảng tầm 8 giây nha. 8 giây. Này, các bạn có thể chọn hết một lần nha. Chọn hết một lần như thế này. Đó, mình kéo nó lên khoảng tầm 8 giây nha. Đó, 9 giây đi cho nó thông thả các bạn nha, 9 giây. 9 giây và cái này dĩ nhiên là chúng ta sẽ kéo nó lên nha. Và cái thời điểm này thì chúng ta sẽ chỉnh chỉnh lại này, mình sẽ tinh chỉnh lại hết cho nó khoảng tầm 9 giây nha. Rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu canh lại nha các bạn nha. Mình sẽ kéo qua từ từ để cho các bạn xem nè. Đây vòng tròn xuất hiện xong.
chữ. Rồi bắt đầu chỗ chỗ này bắt đầu là cho chữ xuất hiện nha, thì các bạn kéo chữ qua nè. Đó, chữ xuất hiện. Rồi, cho chữ này thì các bạn có thể đưa rất nhiều cái hiệu ứng khác nhau nha. Ở đây mình đưa cái hiệu ứng này để mình coi nè, đó. Tới đây. Rồi. Nó hơi nhanh thì chúng ta sẽ kéo dài ra để cho từ từ nó từ từ xuất hiện đi. Đó, như thế này. Rồi. Chữ xuất hiện này xong rồi đến chữ phía dưới liền. À, để mình xem nè, chữ này xuất hiện xong rồi, chữ phía dưới bắt đầu xuất hiện. Ok, tới đây rồi bắt đầu. À, mình sẽ kéo dài thời gian này chút tại vì mình đã có thời gian dài hơn rồi đúng không? Để cho người ta có thể nhìn được. Rồi. Rồi tới đây thì mình sẽ kéo dài cái hiệu ứng này ra. Nó sẽ chưa biến chỗ này nhá, mình sẽ tăng nó lên một chút. Rồi mình các bạn xem lại ha. Rồi. Rồi chữ bắt đầu biến đi. Chữ bắt đầu biến đi. Rồi, tới đây là bắt đầu cho chữ nó đã biến hết rồi thì mình sẽ là kéo lại chỗ này nha. Rồi. Như này. Rồi tới đây chữ nó bắt đầu biến đi thì cái thanh kia nó thu về. Rồi, khi mà cái thanh này thu về xong rồi thì đến thanh này ha, mình sẽ chỉnh chỉnh các bạn chỉ cần kéo lui lại thôi, lúc nãy các bạn đã tinh chỉnh rồi nha. Rồi, kéo lui lại. Ok. Rồi thì cái chỗ này là nó đã hết rồi thì chúng ta sẽ kéo nó về đây. Đó, các bạn xem nè. Tới đây là nó hết rồi ha. Đó. Rồi, cái này thu về. Rồi, tới đây. Rồi, xong đó thì các vòng tròn biến mất. Rồi, các bạn xem lại nhé. Cái chỗ này thì chúng ta có thể là cho nó ha, nó lùi lại một chút để cho nó không quá dài nhé, không quá dài. Rồi các bạn xem lại một lần nữa nào. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn ha, nó sẽ khác một chút so với cái phiên bản demo này. Demo này thì mình tinh chỉnh từng cái thành phần nó đều và nó gọn hơn. Tuy nhiên thì cái cách làm thì nó giống như cái cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn nha, rất là dễ và các bạn hoàn toàn thể làm được những cái hiệu ứng kêu gọi đăng ký, kêu gọi sub kênh hoặc là những cái dòng kêu gọi bằng cái Camtasia, bằng cái hình thức này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần sáng tạo hơn nữa nếu các bạn muốn tạo ra những hình dạng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chia sẻ tiếp theo.